Nhiều năm nay, vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng lậu không chỉ lũng loạn nền kinh tế mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc quyết liệt và có chuyển biến tích cực, song mặt trận chống hàng lậu, hàng giả vẫn còn đầy cam go. Gần 7.000 lít rượu không nhãn mác, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ bị thu giữ và đem đi tiêu hủy là kết quả ra quân kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của các đoàn liên ngành trong hơn một tháng qua. Nếu không bị phát hiện thì chẳng bao lâu số hàng này cũng sẽ tới tay người tiêu dùng. Hiện nay thì việc đấu tranh phòng chống cái rượu giả hay là rượu mà không rõ nguồn gốc thì hiện nay ở địa bàn tỉnh Nghệ An là cực kỳ khó khăn. Là vì cái phong tục nấu rượu của bà con chúng ta nên là trong cái công tác đấu tranh thì chúng tôi cũng rất là khó khăn ở cái chỗ này. Tuy nhiên thì trách nhiệm quản lý nhà nước thì chúng tôi phải đảm bảo sức khỏe người dân, tức là tất cả những cái rượu mà không rõ nguồn gốc xuất xứ thì chúng tôi đều tịch thu và để tiêu hủy. Việc đấu tranh với các mặt hàng này là một trong những hoạt động rất khó khăn khi mà không ít nhà sản xuất, hộ kinh doanh cố tình vi phạm, tiếp tay cho buôn lậu, trốn thuế, đưa hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ vào thị trường. Hoạt động này không chỉ gây thiệt hại sản xuất cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính, mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng. Đối với tôi thì kiểm tra như nhìn cũng biết thằng thật thằng giả chứ không anh ạ. Rồi mua thì ứng thì mua rồi thôi. Thì hiện nay là cái hàng hóa rất là đa dạng và nhiều chủng loại. Mà cái hàng giả bây giờ nó làm rất là tinh vi, nên để phát hiện nó cần phải có các cái phối hợp với các cơ quan chức năng chuyên môn. Cùng với công tác kiểm tra kiểm soát thị trường của các cơ quan chức năng, trong 4 tháng đầu năm, chỉ tính riêng lực lượng quản lý thị trường Nghệ An đã phát hiện xử lý gần 1.500 vụ vi phạm, tổng giá trị thu phạt gần 2,8 tỷ đồng. Thế nhưng, nhiều người dân vẫn cho rằng số vụ xử lý vẫn chưa phản ánh đúng thực tế khi mà tình trạng các nhà sản xuất, hộ kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng lậu tràn lan với các thủ đoạn diễn ra ngày càng hết sức tinh vi. Có thể nói cuộc chiến với hàng giả có thể nói là một trong những cuộc chiến đấu rất là cam go, cần phải có cái sự phối kết hợp của nhiều lực lượng chức năng, đặc biệt những cái lực lượng chính như quản lý thị trường, công an, bộ đội biên phòng, khoa học công nghệ và một số các ngành liên quan khác, phải có một sự phối hợp tốt để triệt phá từ cái khâu sản xuất đến cái khâu vận chuyển, lưu thông và tiêu thụ. Đấu tranh chống hàng giả, hàng lậu, ngoài sự nỗ lực của các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền và kiểm tra, kiểm soát thị trường, thì bản thân các doanh nghiệp cũng cần chủ động cung cấp thông tin, đăng ký sở hữu trí tuệ, ghi nhãn hàng hóa, mã vạch, từ đó giúp người tiêu dùng nhận biết các sản phẩm chính hãng, nhằm tránh mua các hàng giả, hàng không có nguồn gốc xuất xứ.